Hello, Nông Dân xin chào các bạn. À, ngày hôm qua là mình có ra một cái video là về nói về con nước thủy triều nha các bạn. Thì các bạn có hỏi mình là ngày nào nước nó chảy như thế nào, rồi như thế nào, thì mình đã nói rõ như đó. Mà bây giờ mình sẽ nói thêm qua cho các bạn hiểu là mực nước nó chảy như thế nào nha các bạn. Thì cái nước thủy triều là cái ngày cao nhất là cái ngày 15 và ngày 30. Còn cái ngày nó trung bình nước là cái ngày 23 và cái ngày mùng 7 âm lịch này nha các bạn. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn để chọn phù hợp để đi câu. Thì trong đó là cái ngày này là ngày 14 này nha. Ngày 14. Và cái ngày này là cái ngày 16 nha các bạn. 16. Đó. Thì trong 3 ngày này nước cực kỳ chảy, mực nước có thể lên cao trên 1,5 m đến 2 m thì nó sẽ xuống tới đấy. Thì cái mực nước này là mực nước chảy, không câu được, khó câu nha. Về ngày 14, 15, 16. Còn lại những ngày này, cái ngày mùng 7 này là cái ngày thủy triều, là cái ngày giao đầu con nước giữa con nước trước và con nước sau. Thành ra cái ngày mùng 7 này là cái ngày nước nó không có chảy. Cái ngày này nha các bạn, ngày này nha các bạn, là nó không có chảy. Thì cái ngày này cũng là câu không có ngon nha. Bắt đầu cái ngày mùng 8 này trở lên thì nó sẽ trở lại con nước con. Thì cái ngày mùng 8 này nó sẽ là mực nước nằm ngang đây. Mực nước nó nằm ngang đây nha. Đây là mực nước nằm ngang đây. Thì các bạn câu được. Ngày mai mực nước nó, ngày mai mùng 9 nó sẽ lên mực nước như thế này. Cứ mỗi ngày á nó tăng lên một mực nước như thế này. Nhưng mà đây là cái mực nước này, mỗi ngày là tăng lên. Và mỗi ngày nó sẽ chảy trễ 45 phút. Ví dụ như ngày này á là 8 giờ sáng nước nó cạn, mùng 8. Thì cái ngày mùng 9 á là 8 giờ 45 nó cạn. Rồi ngày mùng 10 là 9 giờ rưỡi nó cạn. Cứ nó cộng lên 45 phút. Mà mỗi ngày thì nó sẽ lên một mực nước. Nó lên một mực nước như thế này nha. Nó lên miết cho tới ngày 14 này. Đó. Thì cái ngày 14 này là nó lên tới đỉnh. Nó lên tới ngày 15 bắt đầu nó không lên nữa. Không phải nó lên miết mà lên tới ngày 15. Thì cái ngày 14 và ngày 16 này là hai mực nước ngang nhau. Ngày 15 là đỉnh điểm. Bắt đầu nó sẽ xuống lại lần. Nó xuống 16, rồi 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tới ngày 22 thì nó sẽ chạm lại, nó không xuống nữa. Qua cái ngày 23 là ngày thủy triều này nha các bạn. Thì ngày này nó đứng nước, nó không có chảy, là ngày đây là ngày câu ít ngon nha. Nó không chảy là câu ít ngon. Nó chảy vừa thì các bạn câu được, mình chảy nhanh câu được. Còn mà nếu mà nó chảy quá như cái ngày 14, 15, 16 này cũng câu không được nha các bạn. Thì mực nước mà các bạn để đi câu á thì chọn ngày từ ngày mùng 8 cho đến ngày gỡ tầm 12, 13 này nè, để các bạn câu ok. Qua từ 10, bỏ ngày 14, 15, 16, qua ngày 17 cho đến ngày 22 các bạn câu ok nè. Ngày 23 là ngày nước không chảy, câu cũng không được. Mà chảy quá câu cũng không được. Đó là về trong cái đầu tháng. Ngược lại qua cái giữa tháng, qua cái cuối tháng. Thì cái ngày 23 là mình lấy từ 23 để mình chuyển qua đây. Thì cái ngày 23 đây là cái ngày thủy triều. Cái ngày này là ngày thủy triều nha. Thì cái ngày này nó cũng nước không chảy. Qua cái ngày 24 này là bắt đầu nó có nước con, nó chảy trở lại, nó chảy nhẹ trở lại. Thì ngày 24 này mực nước nó sẽ lên tới cỡ này. Đó. Ngày 25 nó sẽ lên tới này, ngày 26 nó lên này, ngày 27 lên này, ngày 28 lên này. Thì cứ mỗi ngày nó cũng cộng 45 phút trở lần. Ví dụ như ngày này 8 giờ thì ngày mai 8 giờ 45 nó lên tới này. Đây là ngày 29. Đây là ngày mùng 1. Thì trong 3 ngày này nó cũng như 3 ngày này, cũng là nước lên tới đỉnh điểm, nó chảy tốc độ rất là nhanh, nó lên trên tới 2 m. Từ này mực nước trung bình, và các bạn nhìn thấy nè, mực nước trung bình là mực nước cỡ này. Thì cái ngày 30 là mực nước lên tới này, nó cao lên tới 2 m. Thì nó lên cao nó sẽ xuống tới thấp. Thì cái mực nước này câu nó dở, nó chạy nhanh. Thì các bạn qua cái ngày mùng 2, mùng 3 cho đến ngày mùng 6 này các bạn câu ok. Cái ngày mùng 7 trở lại này là cũng cái ngày chết con nước, là các bạn câu cũng không ngon. Nó ngày đó, nó ngày chết con nước là cái ngày đó là không chảy. Nó sẽ dành giữa cái con nước mẹ và cái con nước con này, thì nó giao nhau. Nếu cái ngày mùng 6 á, là cái ngày cuối của cái con nước mẹ, nó qua cái ngày mùng 7 là ngày đứng lại cũng như là một chiếc
tàu lửa mà nó vừa ra chắc bạn ơi, nó muốn giao nhau ra khác thì nó tới đây nó sẽ chia ra. Thì cái đây là cuối con nước mẹ, nó giờ nước con. Thì ngày mùng 7, đây là ngày mùng 7 này, mình chuyển qua đây. Thì ngày mùng 7 này các bạn câu cũng không ngon. Qua ngày mùng 8 là có nước con các bạn câu lại. Mà câu tới ngày cỡ tầm 13 thôi. Chứ ngày 14, 15, 16 là những ngày đây là câu nó dở. Rồi, còn về phần cái tháng 2 và tháng 8 nha. Mình sẽ nói về tháng 2, tháng 8. Thì tháng 8 là mùa thu, tháng 2 là mùa xuân này. Thì bây giờ mình sẽ nói về hai cái tháng này trong năm là nước nó không có chảy. Hai cái tháng này trong năm nước nó không chảy nha các bạn. Cái tháng 2 nước không bao giờ chảy, mực nước nó sẽ là nằm như thế này. Như thế này. Chứ nó không có lên xuống keo một mức một. Những tháng còn lại là nó lên rồi nó xuống. Mà riêng tháng 8, tháng 2 là nó cứ lên xuống thằng bình. Thành ra là mình giải thích về cái trong năm. Thì một năm nó có hai con nước, một con nước càng sáng, một con nước càng chiều. Nếu các bạn mà nằm trong tháng 8 thì không cạn, nó sẽ chuyển qua tháng 9. Đây là tháng 9 càng sáng cho hết tháng giêng nha các bạn. Tháng 9 nó cạn buổi sáng cho hết tháng giêng. Sáng cạn chiều lớn, hết tháng giêng qua tháng 2 nước nó sẽ không cạn, nó sẽ dành giữa mùa xuân và mùa hè. Thì nó sẽ chết con nước của cái con nước cái mùa tháng 2 này, nó sẽ ngưng đi, nó sẽ qua con nước tháng 3, qua tới tháng 3. Tháng 3 bắt đầu nó cạn chiều nha các bạn. Tháng 3 nó cạn chiều cho đến tháng 7. Tháng 7 âm lịch, tháng 7 là tháng 7 âm lịch, mình tính như tháng 7 âm lịch chứ không có tính dương lịch nha. Tới tháng 7 thì tháng 7 hết cái mùa hè, nó sẽ chuyển sang thu. Thì từ tháng 7 này nó chuyển qua cái tháng 8 là cái tháng không chảy. Nhớ là các bạn nhớ là trong năm là hai tháng không chảy nè. Tháng 7 chuyển qua tháng 8 là từ nước cạn chiều qua nước cạn sáng để dành nhau. Rồi bắt đầu hết tháng 8 là qua tháng 9 là nó trả cho con nước cạn buổi sáng. Sáng cạn chiều lớn. Hết cái tháng giêng qua tháng 2 nó sẽ dành nhau. Thì nó sẽ trả lại cho cạn chiều, là coi như sáng lớn chiều cạn. Đó là về mực nước trong một năm là 2 tháng không cạn và 5 tháng cạn sáng, 5 tháng cạn chiều. Thì từ tháng 9 đến tháng giêng là cạn sáng, từ tháng 3 đến tháng 7 là cạn chiều. Tháng 8 không cạn, tháng 2 không cạn. Giờ nói thêm mực nước trong 3 ngày 14, 15, 16, 28, 29, 30, 11 là mấy ngày đây là những ngày nước nó cao xuống. Nó lên tới 2 mét rồi nó xuống. Thì câu không ngon, nước chảy cực kỳ, câu không có đẹp. Còn những ngày nay câu đẹp, mình nói thêm cho các bạn, câu đẹp đó là mình nói về cái phần nước thôi, chứ không phải là câu đẹp là có cá liền. Phụ thuộc lỡ những ngày đây nước nó đẹp, mà các bạn thông cảm cho mình nói thêm là lỡ gặp trời bão, thời tiết xấu, nhiệt độ áp thấp nhiệt đới rồi gì đó là cá nó không ăn. Thì cũng thông cảm cho nông dân. Nông dân nói là nếu nói theo thực tế thôi nha, còn phụ thuộc về thời tiết nữa. Chứ không phải là các bạn xem xong rồi các bạn nói ồ sao là ông nông dân ông nói những ngày đây mà tôi đi câu không có cá cũng tội cho nông dân. Nông dân chỉ lấy những cái thực tế nông dân nói. Còn về mà cá câu có hay không còn phụ thuộc về thời tiết nữa nha các bạn. Mình chỉ nói rõ là cái ngày này nước không chảy và cái ngày này nước chảy mạnh. Còn những ngày này là mực nước nó không có cao, nó chỉ trung bình. Những ngày này là nó trung bình, nó trung bình ở tới đây là nó không có cao. Các bạn có thể câu ok. Đó là mình nói rõ gì đó, các bạn thông cảm. Các bạn mà xem hết rồi các bạn phải hiểu lại cho nông dân nói như thế nào. Cái ngày này 17, 18 cho đến 22 là câu ok. Ngày 18 đến 13 là câu ok. Ngày 14, 15, 16 là không câu, không ngon. Còn mấy ngày đây nước đứng câu cũng không ngon. Đó. Trong tháng là tháng 2, tháng 8 không cạn. Còn tháng 3, tháng 7 cạn chiều. Tháng 9, tháng giêng cạn sáng. Rồi nông dân đến đây kết thúc. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip kế tiếp. Xin chào.